100 người. 100个人. 100个人. 1000 người. 1000个人. 1000个人. Mùa nào? Nà cái chì chìa? Nà cái chì chìa? Từ cứ ở những trường hợp này là bắt buộc. Bạn thích nhất mùa nào? Nǐ zuì xǐhuān nǎ ge jì jiě? Nǐ zuì xǐhuān shěme jì jiě? Bốn mùa. Sì ge jì jiě. Sì ge jì jiě. Việt Nam có bốn mùa. Việt Nam có 4个季节. Việt Nam có 4 mùa à? Việt Nam có 4个季节 mà? Việt Nam có 4个季节 mà? Hãy nghe từ mùa hạ. Xia thiên. Âm Hán Việt là hạ thiên. Xia thiên. Xia. Xia. Thiên. Thiên. Xia thiên. Xia thiên. Mùa hè thời tiết rất nóng. Xia thiên thiên chi hẳn rỡ. Xia thiên thiên chi hẳn rỡ. Tôi không thích mùa hè, quá nóng rồi. 我不喜欢夏天，太热了。我不喜欢夏天，太热了。 Mùa hè ở Hà Nội rất không dễ chịu. Hà Nội 的夏天很不舒服. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy nghe từ bơi. Yếu dụng. Yếu dụng. Yếu. Yếu. Dụng. Dụng. 游泳，游泳。Tôi thích bơi。我喜欢游泳，我喜欢游泳。Đi bơi。去游泳，去游泳。 Hay đi bơi. Chàng chù yếu dụng. Chàng chàng chù yếu dụng. Mùa hè tôi hay đi bơi, rất thoải mái. Xia thiên, tôi chàng chù yếu dụng, hẳn sư phụ. Xia thiên, tôi chàng chù yếu dụng, hẳn sư phụ. Mùa xuân. Xuân thiên. Xuân thiên. Xuân. Xuân. Thiên. Thiên. Xuân thiên. Xuân thiên. Thích nhất mùa xuân. 最喜欢春天. 最喜欢春天。